vậy là anh ấy đã bị tóm muộn rồi về thôi mọi người ơi à, con này à, rất máu về sen qua sẻ lại rất sung à, à. À, Sao con này đã bị chóc đầu đây chóc đầu hay là lông trắng ở mũi đây ta lát về coi kỹ lại à, à. Uhm, à. thôi con bái đi đây đừng hót nữa đi kiếm thằng chồng khác đấy rồi vậy thì bây giờ mình sẽ kết thúc ngày hôm nay ở đây nhá rồi à, có mấy con bội kia mình để ngoài xe rồi mình không tiện cầm ở đây cho anh em xem để lát mình ra mình quay mình tắt máy đã rồi ok như vậy thì bây giờ đây là tổng kết của ngày hôm nay nhá anh em ơi ô con này mèo dài quá à, đi xe mà thành quẻ là được năm chú thì mình cũng cảm thấy nó rất là hài lòng nhé anh em ừ. nói chung là bây giờ một ngày đi đắn được khoảng chừng bốn năm con là mình cảm thấy vui rồi anh em ạ chứ không có còn được 10 con hay là tám con như ngày trước đâu có như hôm bữa khai xuân là được tám con là cái đấy là được thêm mấy con mái thì được tám con nó vui vậy anh em <laughs> chứ còn <laughs> nói thật là đi bẫy đấu như mình một ngày mà bẫy được khoảng chừng bốn năm con là vui rồi anh em ạ hoặc 6 con là vui rồi chứ còn có nhiều bác cái đăng lên có nhiều ăn cái đăng lên ngày bẫy chim bẫy đấu gì mà cả sâu cả sâu 10 con 20 con 30 con rồi cả từng giỏ từng giỏ thật sự mình thấy nó không hợp lý anh em chim mồi nào mà chơi ghê vậy Ủa, mình thì mình nói thật đấy nếu như mà các ăn mà đánh được như vậy thì cho em theo bái sư học đạo nhé ừ. còn riêng em thì đây một ngày đây năm con là em vui rồi anh em ơi đó, cũng như anh em thấy đi bậy đấu nó rất là cực Đi từ sáng sớm 4 giờ sáng ở nhà đã đi rồi Và bây giờ là 5 giờ rưỡi Gần 6 giờ, 5 giờ 45 6 giờ rồi mà chưa về đó anh em ừ. Từ đây về đến nhà cũng 70 cây chứ đâu có gần đâu đó. Cho nên một số anh em bắt chim của mình á Đừng có uh, trẻ ghé hay như là thế này thế nọ Mình nói thẳng luôn là mình cũng không có thích như vậy nhá anh em nhé, mình đã đưa cho anh em chơi một cái vé nó rất là uh, hữu nghị thật sự tại vì mình biết là có một số anh em khác á, họ cũng bẫy đấu nhưng mà họ để cho cho anh em chơi nó ở cái mức vé cao hơn cả của mình đó. chứ không có bằng mức vé của mình đâu mình để cho anh em chơi ở cái mức vé rất là bình dân rồi đó và mình cũng nói thẳng luôn là mình bẫy đấu có clip có mã số rõ ràng đàng hoàng từng con anh em xem ưng con nào bắt con đó cứ còn một số anh em bảo bẫy đấu mà mình thật sự mình chẳng biết là có phải chim bẫy đấu hay không hay là cứ ra tiệm rồi thấy mấy con chim đẹp đẹp cái mua về nhốt đấy bảo chim bẫy đấu xong rồi bán lại cho anh em với một cái vé gọi là trên trời mình phải nói thật còn nếu như mà động chạm đến ai thì mình xin lỗi nhá này mình cũng chẳng phải là mình cà khịa gì đâu nhưng mà mình đang nói chuyện thực tế thôi con chim mái của cái con này nó còn đang bay bay nó hót ở kia mọi người đi kiếm chồng khác đi Chồng mày đi tu rồi Không biết ngày về đâu <laughs> Đó Thì à, ở đây đây Anh em có một số anh em cứ thắc mắc cái vấn đề là Chim ăn bẫy về thì nhốt chung như vậy này Nó lẫn lộn tùm lum con này quay con kia Biết sao biết được Đây mình cũng nói thẳng luôn đó Như mọi người thấy rõ ràng đây này Đó là mã số nhá Mình bẫy con nào là mình lấy mã số Mình dán vào chân liền đó, Mình lấy cái mã số này mình dán vào chân liền cho nên là mình về mình lên cái mã số lên clip ấy, anh em cứ nhìn cái ms ở ngay đầu clip là chính xác con đấy nha anh em nhé không lộn con nào được. Đó, cho nên anh em bắt chim của mình là ký yên tâm về cái phần đó. còn mình thì mình nói thẳng luôn là mình để cho anh em ở cái mức giá chơi là gọi là hữu nghị, đó, để vừa phải để cho anh em chơi thôi. chứ còn chặt chém thì mình cũng chẳng phải là mình chặt chém đâu. mình đi bẫy chim là chủ yếu là vui. và về nếu như mà bán được con nào thì mình có tiền xăng để lần sau mình lại đi tiếp một ngày đi bẫy chim cân phí của mình cũng hết vài trăm nghìn chứ không rẻ đâu anh em ạ tiền xăng tiền cộ rồi ăn uống cơm nước nói chung là đồ đẹp đầy đủ tất cả mọi thứ đó chứ chẳng ai cho tiền để mình để đi, đi bẫy chim đâu mọi người chẳng ai cho xăng mình chạy đâu chẳng lẽ đổ nước vào mà chạy ừ. cho nên là mình bẫy về anh em mua mình bán và mình để cho anh em chơi lấy cái kinh phí đó mình phục vụ đam mê của mình nhé anh em đó. như anh em thấy hôm nay đi bẫy chim cũng rất là cực đường xé ở trong nó, nó rất là xấu luôn đó đi hầm hố rồi ổ gà rồi leo đồi leo núi có những lúc mà phải trẻ bằng máu á mọi người và thậm chí là ai mà không cẩn thận là còn có thể là phải trẻ bằng tính mạng ấy. Ừ. mình nói cho một số anh em hiểu chứ không phải là cứ ở nhà rồi thấy bẫy ở sao chim đơn giản thế mà về cứ bán dễ như vậy dễ như, như vậy mấy trăm nghìn một con sao dễ ăn thế ở đấy anh em nếu mà thấy dễ thì cứ tự sắt lục lên rừng mà đi bẫy thử xem coi nó như thế nào <laughs> đó, như anh em đang nhìn xe xe kìa đó là cái thác đầm ri đó mọi người cái thác của khu du lịch đầm ri đó đó và nó chảy ra cái hồ ở phía dưới này nè mọi người nè phía dưới này có cái hồ rất đẹp à. trời bây giờ cũng đang nhé em tối rồi ừ. đây và bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn một chút rồi mình chạy về nhé mọi người nhé tranh thủ thôi từ đây về đến nhà cũng xe 70 km lận đi từ tờ mờ sáng mà bây giờ còn chưa về còn đang la kè ở trong rừng đây thì bao giờ mới về đến nhà nói chung là có nhiều hôm mình về đến nhà cũng chín mười giờ tối ấy mọi người đường xe thì nhưng mà đam mê thì mình đi vậy thôi chứ còn một số anh em mình biết chẳng ai đi xe như mình mình cứ lò mò lẩm mẩm những cái chỗ mà xe xôi để mình tìm những chiến binh gọi là tố chất cho anh em để anh em về anh em chơi anh em gọt mồi anh em nuôi kiểng này nọ tất cả mọi thứ đó và nếu như anh em nào đặt hàng của mình trước thì mình sẽ inbox riêng khi mà có những chiến binh tố chất còn anh em nào mà xem clip rồi mới hỏi thì à, đa số là mình đã bán rồi anh em nhé đã có người bắt rồi đó cho nên anh em nào muốn đặt chim của mình thì cứ đặt trước rồi mình sẽ đi săn rồi được hàng thì mình sẽ báo và sau đó mình mới lên clip chứ clip của mình không lên trước khi bán đâu nhé mọi người đó, clip lên lúc nào cũng sau khi mà đã có người bắt rồi thì mình mới lên clip thôi à, rồi thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây Anh em xem video của mình Nếu như thấy hay Nhớ cho mình một like và bấm nút đăng ký Để nhận thông báo mỗi khi mình lên clip mới nha anh em nhé. Còn năm chiến binh này thì mình sẽ về và mình xem coi Ăn nèo tố chất như nèo như nèo Đó rồi mình sẽ báo cho một số anh em đã đặt mình thôi bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo mấy con bội hôm nay cũng khá là ok rồi đẹp con này đẹp quá trẻ ừ uhm.